Chào buổi sáng mọi người, hãy cùng mình tiếp tục hành trình mới nhé. Bây giờ mình bắt đầu đi lên trường, lên lớp các bạn ạ. Là sân bóng của trường mình nè, nó cũng khá là rộng ha. Mình vào lớp rồi nè các bạn, bây giờ thầy đang dạy nên mình chỉ có thể quay một góc nhỏ của lớp thôi, không thầy phát hiện là chết. Kết thúc buổi học mình về lại ký túc xá rồi nè mọi người. Đây là phòng ký túc xá của mình, nó hơi bừa bộn một xíu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết ngăn bí mật. Tàn 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 tàn. Toàn mì gói các bạn ạ, đúng là đời sinh viên luôn. Tối đến thì bọn mình lại mỗi người một ly chè đi tập thể dục để giảm cân mọi người ạ. Đến buổi tối thì mấy anh chị phòng bên đánh đàn á, vừa đàn vừa hát vui lắm mọi người ạ.